Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Kể từ tháng 3 cho tới nay, Cambodia đã trục xuất 231 người Việt Nam về nước vì những người này tham gia vào mạng lưới lừa đảo qua Internet. Nhà chức trách của Cambodia đã trục xuất 231 công dân Việt Nam kể từ đầu tháng 3 cho tới nay. Nhật báo Khmer Times của Cambodia đưa tin vào ngày 23 tháng 4. Diễn biến này gắn liền với việc Ban Điều tra và thực thi pháp luật thuộc Tổng cơ quan xuất nhập cản của Campodia thực hiện điều tra và trấn áp những kẻ lừa đảo qua mạng Internet. Theo đó, cảnh sát của Campodia đã phá vỡ nhóm lừa đảo trên mạng. Những người này lưu trú tại một khách sạn ở tỉnh Sihanouk. Trong hoạt động này, cảnh sát đã bắt giữ 231 công dân Việt Nam. Ngoài số người Việt Nam kể trên thì vẫn theo nhật báo Khmer Times cho biết như sau, 108 người Việt Nam khác dính líu vào các vụ lừa đảo trên mạng Internet tại một sòng bạc đã bị trục xuất qua trạm biên giới quốc tế Prichak gần với Hà Tiên của Việt Nam. Nhật báo Khmer Times cũng trích dẫn lời ông Tuch Sokak là phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Cambodia nói như sau, để phá vỡ đường dây tội phạm lừa đảo qua mạng này, Cambodia không phân biệt những người này là ai. Nếu các cá nhân phạm tội hình sự ở Cambodia thì bọn chúng sẽ bị bắt giữ và bị trục xuất về nguyên quán. Về phía Việt Nam, các trang tin tức bao gồm VN Express và Dân Trí ở trong nước cho biết như sau. Việt Nam đã tiếp nhận hơn 100 công dân bị Cambodia bắt giữ và trục xuất với cáo buộc là đánh bạc cũng như 15 công dân bị lừa, bị cưỡng bức lao động ở Cambodia. Báo chí của Việt Nam chưa đưa tin về số người Việt Nam bị Campuchia bắt giữ và trục xuất trong giai đoạn từ cuối tháng 3 cho tới nay. Báo chí trong nước trích dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra khuyến cáo rằng công dân Việt Nam cần phải cảnh giác với những lời mời làm việc nhẹ mà có lương cao ở Campuchia. Việt Nam khuyến cáo người dân không mua bán ngoại tệ tự do. Ngày 23 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Sài Gòn có công văn gửi các cơ quan đề nghị phối hợp khuyến cáo người dân về hoạt động mua bán ngoại tệ. Việt Nam khuyến cáo người dân mua bán ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, không mua bán ngoại tệ tự do, trái với quy định pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sài Gòn, người dân có ngoại tệ tiền mặt được quyền bán cho các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh tế được phép hoạt động đại lý thu đổi ngoại tệ. Các đại lý thu đổi ngoại tệ chỉ được dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ của cá nhân và không được bán ngoại tệ cho cá nhân lấy tiền đồng. Theo quy định, người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích học tập chữa bệnh, đi công tác, du lịch, thăm viếng, trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài, trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài, chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài, chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài, chuyển tiền một chiều cho nhu cầu hợp pháp. Hai người đàn ông ở Đà Nẵng phải lãnh án tới 8 năm rưỡi tù giam vì đã giúp một nữ Việt kiều Mỹ đập phá xe hơi của tình địch ở thành phố Đà Nẵng. Do bị nhắn tin chửi bới vì cho rằng người này có mối quan hệ mập mờ với chồng của một người khác, cho nên một nữ Việt kiều tại Hoa Kỳ tức giận gọi điện thoại về Việt Nam nhờ hai người đàn ông kia đến đập phá và xịt sơn lên xe của nữ tình địch này. Hôm 23 tây tháng 4 vừa qua, Tòa án thành phố Đà Nẵng đã xét xử và tuyên án hai bị cáo có tên là Lê Văn Sinh Nhật, 49 tuổi, với 4 năm rưỡi tù giam, và ông Nguyễn Quang Nam, 29 tuổi, 4 năm tù, cùng về tội cố ý làm hư hại tài sản của người khác. Riêng nữ Việt Kiều Mỹ có tên là Nguyệt, thì Công an Việt Nam đã tách vụ án này ra để điều tra về tội cố ý làm hư hại tài sản khi bắt giữ được nữ Việt kiều này thì công an Việt Nam sẽ xử phạt riêng. Tờ báo dân trí chính dẫn cáo buộc cho biết như sau: hôm 9 tây tháng 9 năm 2023, ông Nguyễn Sinh Nhật đã nhận được cờ cuộc điện thoại qua ứng dụng Messenger từ người chị họ có tên là Nguyệt đang cư trú tại Hoa Kỳ, kể rằng bà Nguyệt có quan hệ tình cảm với một người đàn ông ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nhưng đã bị vợ của ông ta là cô El, 29 tuổi, phát hiện, nhắn tin chửi bới, nên bà Nguyệt, tức là nữ Việt Kiều này, nhờ ông Nhật đập phá xe hơi của phụ nữ kia để trả thù. Khoảng 2 giờ sáng ngày 17 tháng 9 năm 2023, ông Nguyễn Sinh Nhật đã chở theo ông Nam đã mang sơn tới xịt xung quanh thân của chiếc xe hơi của bà eo sau đó ông lê văn sinh nhật thông báo cho bà nguyệt biết việc đã làm nhưng nữ việt kiều này không bằng lòng Bà cho rằng nếu chỉ xịt sơn lên xe thì không đủ, mà yêu cầu ông này phải đập phá chiếc xe kia. Cả hai người đàn ông này sau đó đã quay trở lại chiếc xe hơi, tiếp tục cầm búa, đập vỡ, kính chắn gió phía sau, kiến lái xe và kiến hai bên cửa xe. Sau khi biết sự việc, thì nữ nạn nhân có tên là L đã tới công an Đà Nẵng trình báo. Công an thành phố Đà Nẵng đã điều tra và bắt giữ hai người đàn ông nói trên. Việt Nam lo kênh đào Funanteco của Campuchia sẽ đảo lộn hệ sinh thái miền Tây. Hôm 23 tháng 4, Ủy ban Sông Mekong Việt Nam đã tổ chức cuộc họp tham vấn về dự án kênh đào Funanteco của Campuchia với sự tham dự của nhiều chuyên gia. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên Đại học Cần Thơ khẳng định, kênh đào Funanteco khi hình thành chắc chắn tác động tiêu cực đến đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thế nào còn phụ thuộc vào quy mô và mục đích sử dụng của Campuchia. Campuchia lấy lý do phát triển giao thông, nhưng rất có thể sẽ sử dụng nguồn nhiều nước cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp. Trong cơ cấu lượng nước sông Mekong, sông Tiền chiếm 90%, sông Hậu 10%. Vì thế lượng nước từ sông Hậu không đủ nên dự án mới có đoạn kênh đào nối thông với sông Tiền. Điều này sẽ dẫn đến việc chia lại nguồn nước giữa hai dòng sông nói trên trước khi chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Tùy lượng nước đổ về sông Hậu nhiều hay ít khi vào tỉnh An Giang sẽ có những tác động gây nên sạt lở. Ngoài ra kênh Funan Techo khi vận hành, miền Tây Việt Nam sẽ gia tăng tình trạng thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, canh tác sản xuất mặn xâm nhập sâu và nhiều hơn, các hệ sinh thái sẽ bị đảo lộn. Tương tự, Phó giáo sư tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí, viện trưởng nghiên cứu biến đổi khí hậu phân tích, những năm gần đây dòng sông Mekong đối với thách thức rõ rệt từ các đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa khô trong năm eo nhi nhiều 2015 đến 2016 và 2019 đến 2020, tức là thời tiết sẽ ngày càng trở nên cực đoan hơn dẫn đến tăng tần suất hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng 40.000 cây số vuông là nơi sinh sống của hơn 17,4 triệu người, nơi đây chiếm 50% sản lượng lúa gạo, 65% thủy sản nuôi trồng và đóng góp 17% GDP cho Việt Nam. Việt Nam có tới 35 hãng xưởng liên kết với công ty Apple đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Trong giai đoạn từ năm 2022 tới năm 2023, công ty Apple đã tăng thêm 8 hãng xưởng hoặc là các văn phòng tại các tỉnh thành của Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á và đứng hàng thứ tư trên thế giới liên kết với công ty Apple. Nhật báo VN Express trong nước đưa tin vào ngày 23 tháng 4 trích dẫn danh sách các hãng xưởng cung ứng với hãng Apple thì cho thấy trong năm tài chính 2023, công ty Apple đã bổ sung nhiều hãng xưởng mới nhưng cùng loại với một số bên. Đa phần, các hãng xưởng này đặt nhà máy ở khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Nam Á. Riêng tại Việt Nam, công ty Apple đã bổ sung 8 hãng xưởng mới, nâng tổng số lên 35, đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á và đứng hàng thứ tư trên thế giới chỉ sau Trung Cộng, Đài Loan và Nhật Bản. Trong khi đó, vào năm ngoái, Việt Nam còn đứng hàng thứ nhì trong khu vực theo sau Thái Lan và đứng hàng thứ bảy trên thế giới. Nếu tính từ năm 2016 cho tới nay thì Việt Nam là một trong những nơi tăng mạnh nhất về số các hãng xưởng sản xuất các phụ kiện cho công ty Apple với các nhà máy lớn như là Foxconn, Luxshare hay là công ty cung ứng linh kiện điện tử kiểu như Samsung, Intel hoặc là LG, Tổng mức đầu tư của công ty Apple tại Việt Nam từ năm 2019 cho tới nay đạt được 16 tỷ Mỹ Kim thông qua chuỗi cung ứng này. Việt Nam hiện nay có các nhà máy lớn chuyên lắp ráp các thiết bị cho Apple, thí dụ như AirPods, iPad và Apple Watch. Giới phân tích ước tính rằng, đến năm 2025, Việt Nam sẽ đóng góp 20% tổng sản lượng iPad và Apple Watch, 5% số lượng MacBook, và 65% số lượng AirPods. Trước đó trong hai ngày 15 và 16 tháng 4 vừa qua, ông Tim Cook là tổng giám đốc điều hành của công ty Apple đã tới Việt Nam và gặp gỡ Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Minh Chính, đề nghị hãy thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư với phẩm chất cao trong đó cam kết sẽ mua nhiều hơn các loại linh kiện điện tử do các hãng xưởng sản xuất ngay tại việt nam đồng thời sẽ trợ giúp cho lĩnh vực đổi mới và sáng tạo tuy nhiên sau đó ông tim cook đã bẻ lái quyết định đầu tư cho các cơ sở sản xuất mới tại indonesia